Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản LTZ, sản xuất năm 2015, form 2016, đăng ký tên tư nhân. Và chiếc xe này thì lăn bánh được hơn 9 vạn rồi các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản. Giá chỉ 285 triệu đồng cho một chiếc xe sedan hạng C số tự động thương hiệu của Mỹ quý vị các bạn nhé. Chevrolet đây ạ. Đấy, chiếc xe này là sở hữu là màu bạc, đăng ký tên cá nhân, biển Hà Nội các bạn nhé. Rất là đẹp luôn bạn này. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản luôn. Ngoại thất của xe rất là đẹp các bạn nhé. Xem về cái phần đầu, phần ba đời sốc trước đây các bạn này, phiên bản LTZ thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ option rồi các bạn nhé. Đấy, và cụm đèn pha này đều rất đẹp này, đèn gầm đầy đủ hết luôn bạn nhé. Mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn xem nhé. Đấy, đèn pha rất là mới này, chưa có bị xước sát gì cả quý vị các bạn nhé. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, đề nổ start top các bạn nhé. Phanh đĩa 4 bánh, đấy, phần khúc C rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nhìn về cái phần ba đời sốc sau của chiếc xe đây ạ, cũng rất là đẹp này. Đèn đóm thì chưa có bao giờ bị xước sát hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ option rồi, và chủ xe cũng đã lắp thêm màn hình Android camera lùi. Đấy, đầy đủ rồi. Xe cũng có cảm biến lùi rồi này. Phiên bản này là phiên bản Chevrolet LTZ các bạn nhé. Rất là đẹp luôn bạn ạ. Ở cái phân khúc C, xe rất là dài và rộng, đi rất là đầm chắc các bạn nhé. Thương hiệu của Mỹ thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi ạ. Đi rất là chắc chắn mà giá thành thì lại rất là rẻ các bạn nhé. Chỉ 285 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng C số tự động như chiếc xe này đây ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Cruze 2015 form 2016 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video. Toàn bộ về phần ngoại thất thì đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Một chiếc xe sedan hạng C rất là đẹp. Đấy. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Toàn bộ về phần nội thất của chiếc xe các bạn xem đây nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là keo chỉ nguyên zin này. Táp bi thì cánh cửa rất là đẹp rồi này. Toàn bộ nội thất đều rất mới luôn bạn nhé. Đấy, những cái phần trần này. Phiên bản LTZ là phiên bản đủ xe cũng đã được trang bị cửa nóc rồi này. Nội thất ghế da rồi này. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 phiên bản 1.6. Đấy, và chiếc xe này là model 2016 rồi bạn nhé. Sản xuất cuối năm 2015, form 16 này. Bậc cửa này, trải sàn da các thứ đầy đủ luôn rồi quý vị và bạn nhé. Tất cả đều rất đẹp. Bây giờ tôi sẽ cho quý bạn xem về cái đồng hồ công tơ mét này. Đấy, chiếc xe lăn bánh được 9 vạn các bạn nhé. Lăn bánh 9 vạn rồi, màn hình Android rất xịn luôn, camera lùi, điều hòa thì auto. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển này, cruise control đầy đủ luôn các bạn nhé. Đấy, ở cái phân khúc này thì không có thiếu cái gì cả các bạn ạ. Phân khúc C, sedan C số tự động đều rất đẹp luôn nhá. Đấy, về cái phần này, cốp sau. Đấy, đây là cái cốp sau này, keo chỉ cốp sau này, à, keo chỉ cánh cửa phía sau này. Đấy, đều rất đẹp luôn. Nội thất đằng sau này các bạn xem đây ạ, đều mới luôn các bạn nhá. Phân khúc C cho nên là người ta cũng đi ít và giữ gìn. Cửa nóc đầy đủ rồi các bạn này. Đấy, và cái cốp sau, cốp sau thì cũng là cốp điện luôn quý vị các bạn nhá. Đây, chỉ cần bấm cốp điện đây. Cốp điện này. Đấy là mở rồi. Cốp sau của chiếc xe này, toàn bộ từ keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin luôn quý vị các bạn nhá. Chưa có mất một phân keo chỉ nào đâu. Lốp xương cua. Dưới này là lốp xương cua này, đồ nghề cũng còn đầy đủ luôn. Cái lốp xương cua cũng còn rất dày các bạn xem này. Lốp xương cua còn rất dày, mới luôn các bạn nhá.
Đấy, một chiếc xe rất đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Chưa đến 300 triệu đồng, quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe đời cao hạng C, số tự động các bạn nhé. Đi những chiếc xe hạng C thì các bạn biết rồi đấy ạ. Thứ nhất là đầm chắc, an toàn. Đấy. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, từ keo chỉ cánh cửa này, tắp bi cánh cửa này, đều rất là đẹp luôn. Nội thất đây, nội thất bên trong đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ từ ghế da cho đến những cái phần nỉ trần đều rất là đẹp rồi này. Đấy. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ nhá. Toàn bộ bốn cánh đều có bấm tay để mở cửa hết này. Khóa thông minh, bốn cánh đều mở cửa bằng bấm luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, keo chỉ cánh cửa nguyên zin này. Táp bi cánh cửa thì bạn thấy đây ạ. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đều rất là mới luôn các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn này. Ghế da, ốc yếc là còn nguyên hết, chưa có một con ốc nào bị tháo đâu bạn ạ. Tất cả đều rất là đẹp rồi. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất của chiếc xe đều rất đẹp, rất là mới rồi quý vị các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Chevrolet cũng đã trang bị cho chiếc Cruise phiên bản LTZ 2016 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.6 lít các bạn nhé. Đấy, động cơ này thì chúng tôi cũng mới mua về là còn chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn này. Động cơ Ecotec của Chevrolet với dung tích 1.6 lít kết hợp với hộp số tự động các bạn nhé. Đây thì động cơ này các bạn xem đây ạ. Đấy, tất cả còn rất là đẹp luôn bạn nhé. Chưa có bị tai nạn hay là chưa có bị ngập nước gì đâu các bạn ạ. Đều rất đẹp luôn này. Cabo cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Một chiếc xe phải nói là rất là đẹp các bạn ạ. Phân khúc C đều đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Bây giờ cũng chỉ có chưa đến 300 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu chiếc xe này rồi. Nếu như bỏ số tiền này ra, khoảng 300 triệu đồng này ra thì quý vị và các bạn mà chưa mua được xe mới đâu. Nếu như đi mua xe mới thì chưa mua được chiếc xe nào mới cả. Cũng chỉ có mua được xe cũ thôi. Mà mua xe cũ mà muốn đời cao hơn nữa thì cũng chỉ mua được những chiếc xe Morning i10 thôi. Mà nó ở cái phân khúc nhỏ, đi nó không đầm chắc và không an toàn bạn nhé. Bỏ cái số tiền đấy ra, chúng ta mua một chiếc xe hạng C này thì đi nó đầm chắc hơn, an toàn hơn quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Cruze 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Chevrolet Cruze 2016 này các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.